Thưa quý vị, góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng, các lực lượng thanh niên của thành phố Đà Nẵng đưa ra một số đề xuất kiến nghị. Sau khi nghiên cứu dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thì trước hết có thể khẳng định rằng dự thảo văn kiện được xây dựng rất công phu, bố cục khoa học chặt chẽ. Có hai vấn đề mà tôi đặc biệt quan tâm để phát huy được cái vai trò của thế hệ trẻ. Thì trong cái dự thảo nhiệm vụ phương hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 thì cần đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học công nghệ và bố trí sử dụng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Đặc biệt có sự quan tâm tin tưởng đối với đội ngũ cán bộ trẻ. Vấn đề thứ hai là công tác phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên. Thì qua tình hình thực tế tôi nhận thấy thì hiện nay công tác phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên đang có xu hướng giảm dần qua các năm. Chính vì vậy mà trong cái đại hội sắp tới đây rất mong có các cái chủ trương đường lối, chính sách phù hợp để các cấp bộ đoàn cũng như là các cấp ủy đảng có sự quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đảng trong cán bộ đoàn viên thanh niên. Tôi muốn chia sẻ một số nội dung để văn kiện đại hội quan tâm đến cuộc sống của người công nhân hơn. Đó là những vấn đề ví dụ có nhiều chính sách, nhiều chủ trương, đường lối để bảo vệ quyền lợi cũng như cuộc sống an sinh xã hội cho người lao động. Đặc biệt vì dù những vấn đề giải quyết việc làm, nhà ở và nhà trẻ cũng như các cái thiết chế mà liên quan đến như cuộc sống mà vì văn hóa xã hội cho người lao động